Bài 4, sử dụng tích chập mạng lưới chập convolutional neural network. Ở đây thì trong bài trước ấy, chúng ta đã học cách để định nghĩa một cái mạng neuron đa tầng sử dụng để trong bài toán phân nhóm dữ liệu. Nhưng mà các mạng neuron thì có chung chung, nó không có cái chung vào cái tác vụ xử lý ảnh. Trong một bài này chúng ta sẽ tập trung vào cái gọi là CNN, là Convolution Network Neuron. Neuron network tức là cái mạng neuron tích chập, nghĩa là sẽ thiết kế riêng cho việc xử lý ảnh. Thế cho tính này, cái này hoàn toàn khác với bài toán phân loại nói chung, bởi vì chúng ta cố gắng tìm ra một cái đối tượng nào đó trong bức ảnh. Chúng ta sẽ duyệt nội dung ảnh thông qua một số các mẫu ở đó và quan sát kết hợp của chúng. Đầu tiên thì khi chúng ta nhìn vào con mèo, chúng ta phải nhìn thấy một những cái đường đường ngang, rồi kiểu có thể tạo ra cái gọi là cái vân trên mèo ạ, XK vân này, vân trên mèo, xem lại XK thì như râu của mèo và một số cái gọi là kết hợp khác của râu, có thể nói rằng đây là cái mèo chắc. Như cái vị trí tương tự hoặc diễn những cái mẫu, những cái cụm điểm ảnh tương tự rất là quan trọng. Nhưng chứ không phải việc có thể cái râu mèo trên cao thì tùy theo nó, cái việc vị trí nó quan trọng lắm, là cái cảm tưởng ra thôi. Để lấy những cái mẫu đó ra, chúng ta có thể lấy chú ý gọi là cái convolution filter, tức là cái gì gọi là gì? Cái gọi là cái độ lọc tích chập thì phải. Tiếng Việt tức là cái gọi là các cái convolution, tức là nó tạo ra các cái phân tách, tức là bộ lọc tách ảnh. Đầu tiên hãy lấy dịu lại, lấy dịu với cái đi, rồi sẽ chuyển sang cái này. Rồi cái tích chập này kiểu nhân một ma trận nhân từng bit của ảnh, từng ba bit ảnh với cả một cái ma trận một cái pixel ảnh nhân với một cái ma trận 33 thì nó làm nổi lên thôi. Như thế còn cái cụ này hãy xem làm cái gì. Cái này 4 à, sửa hơi dài đi. Chúng ta sẽ import thư viện này, task vision này, thư viện cần thiết này, thư viện của task này, thư viện là của thằng vision này, info qua bổ sung các info chắc phải thiếu ấy. Thiếu à? Nó thiếu thằng task info. Xong công ty nó cần tiếp theo chúng ta bộ lọc tích chập thì sao. Lọc này là một cái cửa sổ nhỏ mà chạy dọc cái mỗi pixel, mỗi điểm ảnh để tính toán trọng số trung bình của các cái điểm ảnh xung quanh. Chúng được định nghĩa bởi các ma trận trọng số hệ số liên quan.
chúng ta có ví dụ cụ thể là hai cái đích chập này. Plot. Tích chập thì nó lọc theo chiều dọc, nó lọc theo chiều ngang. Đây. Thế là đây là gì, là vẽ plot convolution, vẽ cái tích chập của tensor tắt thế giới này, là có hàng 1, hàng 2, hàng 3 nhau, có chiều dọc, chiều ngang thì đây. Tức là 1 1 1 không không ra cái kiểu như thế, khá như thế này. Horizontal đây, theo chiều ngang. Đi đây này, đi này. 1 1 ba cái nhân thằng này, nhân thằng này đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cái độ đầu tiên gọi là bộ lọc theo cạnh chiều dọc có vector như thế này. Khi cái bộ lọc này chạy trên các cái trường của pixel này thì tất cả các giá trị cộng lên bằng không. Dù vậy, khi nó gặp một cái cạnh nào đó, vậy nó cạnh như cạnh này, cạnh này cạnh đó gì thì nó cái high spy value là cái giá trị mà nó cao bất ngờ. Đó lý do tại sao trong ảnh chúng ta có thể nhìn thấy những cái cạnh dọc diễn đạt bởi những giá trị thấp hoặc cao rõ ràng, giữa trái thấp và phải cao, trong khi cái cạnh của ngang ấy nó là tính trung bình. Đây này, nhìn thằng này ngang trung bình nó nhòe này, cạnh dọc nó sắc này, sắc hoàn toàn so với những cái này. Sắc ngang ấy hoàn nhuyễn. Tiếp theo chúng ta sẽ ngược lại, tương tự ngược lại, khi áp dụng cái lọc bộ lọc bằng theo đường ngang ấy thì cái dành ngang sẽ được tăng cường lên, còn những cái trường dọc thì sẽ bị giảm xuống. Nếu áp dụng cái ma trận là 33 trên ảnh 28 thì kích cỡ của bức ảnh sẽ chỉ thành 26x26, bởi vì là bộ lọc sẽ không có vượt qua cái rìa của ảnh. Trường hợp cho vậy muốn giữ cả kích cỡ của một số ảnh kích cỡ thì chúng ta sẽ phải bỏ cái điểm không vào cái rìa nhỏ, 26 nó nhỏ đi. Trong gọi là cái xử lý cho tính cổ điển ấy, thì rất nhiều bộ lọc được áp dụng những ảnh để sinh ra các cái thuộc tính mà chúng được sử dụng bởi học máy để xây dựng các bộ lọc, bộ phân loại. Như vậy thì việc học sâu, chúng ta sẽ sử dụng cái tích chập nhất để giải quyết vấn đề này. Em có một cái tầng tích chập. Đây, tầng tích chập là gì? Tầng tích chập này á thì nghĩa bởi cái NN convolution today hai chiều, và cái cấu tử của nó chúng ta cần để đặt cả nhau, cho là cái in channel, tức là số lượng các cái luồng chạy kênh đầu vào. Chúng ta làm việc với cả cái ảnh mà ảnh xám ấy thì cái kênh chỉ có một thôi,
còn nếu mà ảnh màu thì ba kênh. Out trên là đầu ra thì chúng ta bộ lọc sử dụng nó chung chín, có 9 bộ lọc khác nhau. Và chúng ta cái mạng với rất nhiều cơ hội để khám hai phái bộ lọc nào làm việc tốt cho con hàng ảnh chúng ta. Tiếp theo là cái kernel size, tức là cái cỡ của cái cửa sổ trượt, thường là 3 hoặc 5. Cứ lựa chọn thì phụ thuộc vào cái việc thử nghiệm chúng ta thôi. Có thể thử nghiệm rất nhiều bộ lọc để phù hợp với nhu cầu của chúng ta. Bởi vì cái bạn cái thằng mà tích chập nhẹ ở đấy nó chứa chỉ chứa một tầng thôi, và dụ đầu vào ra 22 tái 8 sau khi áp dụng là 9 bộ lọc 5 năm, chúng ta kết thúc với có một cái tensor là 9 nhân 24 nhân 24 là 9 tầng. Cái space cái cỡ thì nhỏ hơn bởi vì là chỉ có 24 cái vị trí mà chúng ta phải cái cỡ slide để duyệt được. Tức là mỗi chiều ra giảm là 28 đúng không? 28 mỗi chiều nhân tức là từ nhân của nó là 5. Vậy từ cái điểm nhân ở giữa đến cái cạnh bên ngoài ấy, thì nó là 2. 2 2 tức là chúng ta tính được cái điểm như là bắt đầu bên trái, trên trái của cái ảnh ấy, thì điểm 0 0 thì cái nhân ra áp dụng vào đó là cái điểm là điểm hay nào? Điểm 0 1 điểm 2 2 là điểm áp dụng. Thế là chỉ mất 2 pixel mà. Bây giờ bên trái bên trái bên phải ra về điểm là 28 trừ 2 là 26. 26 điểm 226 là điểm được áp dụng cái nhân đó ngoài cùng. Vậy thì mỗi bên chỉ mỗi 4, vậy là còn 2 24 24. Còn 9 là có áp dụng 9 lần. Sensor vậy. Như vậy thì cái ảnh thì hiện ra thành sẽ có 9 cái chiều. Sau khi ta áp dụng cái tích chập thì ta sẽ làm phẳng cái thằng này ra thành vector là 51.514. Đấy, nó phẳng ra. Sau đó thì bổ sung những cái tầng tuyến tính và sinh ra 10 lớp đổ ra. Chúng ta cũng có cả cái RU, cái hàm kích hoạt của RU nữa để nó sẽ kết nối giữa các tầng tuyến tính với nhau. Cụ thể ta sẽ có một cái như này. Đây vẫn là cái này vẫn là gọi gì, vẫn còn lại là cái gọi là cái kế thừa đúng không? Kế thừa lớp thì ta sẽ gọi gì đây, sẽ bản copy, tức là quá tải hàm copy của nó, hàm con quá tải, tức là sẽ copy đúng không? Tức là thiết lập cái hàm tích chập à? Chập rằng từ mẫu này đổ vào là trên đường có một đổ vào đó ảnh xám, đổ ra là 9, tức là có 9 kênh ra, chập 9 lần đấy, và nhân của nó là 55. Ta sẽ làm phẳng phẳng nó phẳng đó, là trên hàm định thì nó đang nhìn xuôi sẽ có tiến hành là đầu tiên hàm và tiến hành x bằng đây là chưa này, đây là tích chập chưa, tích chập xong sau đó thì RU để kết nối để làm nó bước một bước hai ta sẽ làm phẳng nó ra là một, cho tới bước ba là sẽ là dùng hàm phát mã thế còn lại thế này chưa nhưng nhỉ đây FC à, đây tức là đầu tiên ta sẽ là chạy tích chập trên nó này để làm rõ các cạnh góc cạnh nó đi, rõ cái góc cạnh nó ra để làm vật cái cạnh của hình, sau đó qua RLU để làm trung gian kết nối các tầng,
sau đó các đến đây ta biến thằng này thành duỗi này ra thành một cái gọi là một cái vector, một cái tensor một chiều. Sau đó chúng ta sẽ chạy đây, chạy hàm FC ra, chạy hàm tuyến tính để tìm ra trọng số của nó. Khi có xong ta sẽ chạy hàm softmax để phân loại ra và cái kết quả cuối cùng. Đây, nó sẽ đây, nó thấy rằng là gì? Cái mạng neuron này thì chứa khoảng 50.000 cái thông số huấn luyện. Ôi, ôi, 50.000 đâu? Đó chính là cái thằng này. Đó, thông số huấn luyện. So sánh với khoảng 80.000 thông số luyện ở trong cái tầng 7821 ở 7824 thông số phải huấn luyện trong cái mô hình mà kết nối đầy đủ của đa tầng ấy thì ít hơn không? Điều này cho chúng ta thu được cái kết quả tốt hơn kể cả trên tập triệu nhỏ hơn, bởi vì cái tích chập này thì được sinh ra tốt hơn, sinh ra nhiều hơn. Tức là từ một ảnh sinh ra 9 này. Thế thì ta sẽ histogram xem nào. Huấn luyện chuyên rồi. Có nên là lúc đó huấn luyện ta sẽ làm việc khác nữa, đó là đây. Nói chung hay là kết quả đây. Thì chúng ta sẽ có cả khá tốt hơn so với thằng đa tầng. Subplot này có kết quả đó, là thông số thôi nhỏ hơn, nó rõ nó nhỏ hơn hoàn toàn, nó không giống như là mình nghĩ. Nó khác hoàn toàn với cả cái mạng mà mình có thể code này. Nó nhiều tuyệt này. Đấy, nó cái số mẫu của nó mở tuyệt này. Nên nó không được tốt lắm so với nếu mà dùng đủ bài trước ấy, thì kết quả ra tương đối đẹp. Mà cái kết quả số là con đa số. Thế nó trông lại là số 0 này. Số 1, số 2, số 3, số 4 chúng lại nhìn nó là ná hình con người hiểu được. Nhưng đến cái tích chập này thì đúng là con người không thể hiểu được cái gì đấy. Nhưng máy hiểu. Và ấy ta có độ chính xác cao lắm này. Chỉ mới 4 thôi và 98,7% này. Trong khi ở đằng này khi mình huấn luyện đến cái mức độ 4 mà chỉ đến 1% để rất thấp cho ngày tích chập nó vọt tới hẳn 97-98%. Nó bị mạnh nó mạnh vậy. Thì mặc dù cái thằng này mình không hiểu, nhìn không hiểu gì cả. Thằng này nhìn rõ rõ ràng đọc từ M0 này, 1, 2, 3, 4 này, 5 này, không? 5 này, 6 này, 7 này, đừng lùn đâu, 8 này, 9 này, không? Còn gọi nó vẹt vẹt đảo. Thì là tích chập nó sẽ khó hiểu với người nhưng hiểu với mạnh. Và cùng tập trung chú ý gì là cái tầng mà tích chập ấy cho phép chúng ta thu được một số các cái hình cái mẫu mẫu hình ảnh mà trong đó thì có
cái bộ lọc cuối cùng ấy dựa trên những cái thử tính đó. Như vậy chúng ta thể sử dụng cách thức tương tự việc là lấy những thuộc tính những cái mẫu từ bên trong không gian mẫu và vào cách chồng đè chúng với nhau, chồng đè lên những cái tập 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 những cái tầng tích hợp với nhau. Trên tầng đầu tiên chúng ta có dùng rất nhiều cái tầng tích hợp trong cái module sau, nhưng hiện tại có một tầng tích hợp đấy nhé. Đó, rõ ràng là đây không phải là người người xem không biết gì luôn, có người không nhận ra nhưng máy nhận ra thì nó sẽ tốt hơn người. Còn nếu mà để người dùng như này thì chỉ 98% thôi, 90%. Thế vậy đúng là gì? Là khi dùng có máy thì nghĩ của máy, đừng nghĩ của người. Nghĩ của người là không ra đâu. Nó kinh nghiệm của con này.